Roberto Sanchez Gomez, một thanh niên 28 tuổi người Tây Ban Nha mới đây đã lãnh án tù 15 năm, 5 tháng tù giam vì tội đã ra tay với chính người mẹ ruột của mình một cách vô cùng dã man. Đây chính xác là một thành phần ăn rồi báo. Xin chào bạn, lại là Nhi và những vụ án cũ đây. À thực ra thì vụ án này nó cũng không cũ lắm vì nó mới xảy ra vào đầu năm 2019 ở Madrid, Tây Ban Nha. Mình e rằng trong video này thì mình sẽ phải tắt tiếng một vài từ ngữ mang tính chất bạo lực vì bản thân vụ án này đã khiến mình cảm thấy rất là kinh tởm rồi. Vào năm 2019, Las Ventas của Madrid không chỉ được cả thế giới biết đến với trường đấu bò tót nổi tiếng mà còn là nơi ẩn chứa một vụ án vô cùng khủng khiếp của một kẻ ăn thịt người. Đúng vậy, hắn đã tiêu thụ mẹ mình như một món ăn. Sau vụ đó thì hắn đã được cả thế giới gọi với cái biệt danh là kẻ ăn thịt người vùng Las Ventas. Vào đầu năm 2019 thì Sanchez đã ra tay với bà Maria sau một trận cãi cọ giữa hai người. Không rõ nội dung của cãi vã là gì nhưng chắc hẳn phải kinh khủng khiếp lắm mới khiến hắn ra tay dã man như vậy. Khi đó Sanchez, 28 tuổi, đang thất nghiệp ở nhà và ăn bám gia đình. Sau khi bị bắt thì hắn đã rên rỉ trước tòa rằng bản thân hắn đang trải qua một giai đoạn rối loạn tâm thần trầm trọng và không đủ tỉnh táo khi ra tay. Sau khi ra tay với bà Maria thì hắn đã lấy một chiếc cưa của thợ mộc và hai con dao làm bếp. Để làm gì thì các bạn cũng biết rồi đấy. Hắn đã thực hiện một cách vô cùng cẩn thận, tổng cộng là 1.000 mảnh. Một số lượng lớn đã được hắn ta cất giữ trong những chiếc hộp nhựa chứa thức ăn. Những mảnh khác thì được hắn chôn rải rác quanh nhà hoặc là ném vào thùng rác. Sau khi mọi chuyện vỡ lở và cảnh sát vào cuộc thì họ chỉ tìm thấy phần đầu, bàn tay và quả tim. Riêng quả tim thì đã được Sanchez đặt ngay ngắn trên giường của nạn nhân. Sau khi gây án, hắn đã không hề bị bắt ngay. Trong vòng 15 ngày thì Sanchez đã tiêu thụ những mảnh thi thể mà hắn đặt trong những hộp nhựa trữ thức ăn. Có khi là nấu chín và cũng có khi là ăn sống. Hắn nói rằng hắn phải cố gắng làm vậy chứ bản thân cũng không hề muốn. Bởi vì tôi chỉ cố gắng làm mọi thứ biến mất. Nếu như chôn chúng hoặc ném chúng đi thì có thể cảnh sát sẽ phát hiện ra. Chỉ sau vài ngày nhận ra bà Maria đã biến mất thì bạn bè của bà ấy bắt đầu lo lắng. Sau vài tuần thì họ đã quyết định báo cảnh sát. Vào tháng 2 năm 2019 thì cảnh sát đã đến nhà bà Maria. Đây cũng là nơi ở và cũng là nơi thực hiện hành vi tội ác của Sanchez. Trước đây thì đứa con trời đánh này cũng đã bị bắt những 12 lần vì tội bạo hành mẹ mình. Nhưng mọi người đã không thể nào tưởng tượng được hắn có thể làm điều kinh khủng đó đối với mẹ ruột của mình. Khi cảnh sát ập vào thì Alberto Sanchez Gomez đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình dường như ngay lập tức. Khi đang trên đường áp giải về đồn thì Sanchez đã thừa nhận với cảnh sát rằng hắn đã tiêu thụ phần lớn, còn một phần nhỏ thì ném cho chú chó của mình. Khi bị đưa ra xét xử thì Sanchez và luật sư bào chữa của hắn đã nói rằng hắn không bình thường về mặt tinh thần vào thời điểm người mẹ bị sát hại. Hắn nói rằng đã nghe được một giọng nói trong TV, nó yêu cầu hắn rằng hãy ra tay với mẹ của mình đi. Hắn đã khẳng định rằng không có ký ức về vụ giết người và cũng không nhớ bất cứ điều gì về việc đã tiêu thụ cái xác trong vòng hơn 2 tuần qua. Nhưng thực tế đúng là Sanchez đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ lâu. Anh trai của hắn cũng đã đứng ra làm chứng rằng vào năm 2015, hắn đã từng bị loạn trí sau khi sử dụng ma túy. Hắn cũng đã 3 lần được đưa vào một bệnh viện tâm thần khá lớn ở Madrid. Tôi rất ăn năn, tôi cảm thấy nôn nao và lo lắng mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi nghĩ đến mẹ của mình và tôi thực sự đau lòng. Đó là những gì hắn nói trước tòa. Nhưng bất chấp sự rên rỉ cầu xin tha thứ của hắn thì tòa đã bác bỏ mọi lập luận về việc hắn bị rối loạn tâm lý. Vì trước đó các nhà tâm lý học đã khẳng định rằng Sanchez vẫn có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai và nhận thức được tất cả mọi việc xảy ra xung quanh. Bồi thẩm đoàn đã đi tới kết luận rằng Alberto Sanchez Gomez có tội, hắn đã lãnh án 15 năm, 5 tháng tù giam. Mới đây thì Sanchez và đội ngũ pháp lý của hắn ta đã quyết định gửi đơn kháng cáo. Họ muốn đưa vụ án này lên tòa án công lý cấp cao của Madrid để lập luận rằng Sanchez đã không minh mẫn khi ra tay với mẹ của mình. Nếu thành công thì điều này sẽ giúp hắn ta giảm 3 năm 6 tháng tù giam. Nhưng dù sao đi nữa thì hắn ta cũng sẽ được thả tự do trong nhiều nhất 15 năm nữa. Khi ấy thì hắn khoảng 43 tuổi, có lẽ vẫn đủ để hắn làm lại cuộc đời. Nhưng bản thân mình cảm thấy rằng dù là 15 năm hay thậm chí là án tù chung thân, thì vẫn là một mức án phạt quá nhẹ nhàng với tên báo thủ này.